thị trấn đồi ngô lục nam bắc giang nơi không có mỏ than nhưng lại có than ở khắp mọi nơi than nằm bên cạnh sông than trong bãi sơ chế than vào tận nhà người dân trên các sàn nhà bàn thờ bàn ghế than phủ đen kịt Bụi than xuất phát từ bãi tập kết chỉ cách nhà người dân khoảng vài chục mét cửa chính cửa sổ được bịt kín như thế này nhưng vẫn không ngăn được bụi than vào nhà cả những cái bụi mịn này nó sẽ bay vào nhà dân từ cả phòng ngủ phòng thờ rồi quần áo đầu ăn thức đựng là đều có than hết nói chung là như thế rất chi là độc hại đến khi chúng tôi nằm ở trong phòng điều hòa thôi nhưng mà sáng dậy á ngoáy mũi còn đen xì gia đình thì thì hàng ngày thì phải đóng cửa im ỉm tất cả các cái hướng mát của hướng đông nam là nhà như thế này nhưng mà trước kia thì có thể là tối đến không cần quạt thế nhưng bây giờ phải đóng im ỉm rồi là chạy điều hòa rồi bơm nước sân tốn tiền điện người chạy điều hòa rồi tốn nước sân mà người thì vẫn cũng vẫn không được thoải mái với không phải là khí trời một số người phản ánh ngày nắng khi bãi than hoạt động nhất là lúc nghiền sang than xe tải lớn vào ra làm bụi bay mù mịt ngày mưa nước than đen xì chảy ra đường giao thông ngấm xuống đất chảy vào nhà dân trong thôn nhiều trường hợp bị bệnh về đường hô hấp thậm chí bị ung thư phổi khổ nhất là người già và trẻ em sở dĩ là đống than đã cao phải chưa cái xong nó lại dùng những các cái cái, cái, cái đấy những cái, cái cái, cái cần cầu cao đấy múc than lên xong nó lại đổ lên dưới đống than mà cái đống than nó cao hàng mười mấy mét chẳng hạn ấy. thì chính lúc đấy thì bụi nó nó, nó, nó thổi mạnh vào trong này có khác thì mì dê thóc ấy dê thóc quạt gió đấy Đấy. Thế tình hình dân ở đây hiện nay như vậy ho hen đủ kiểu à, Thứ nhất là sáng, trưa, chiều, tối là đều có hết đêm thì là cầu than lên tỏa nha tỏa ra như pháo hoa nó thứ hai nữa là ô tô một quá tải chạy suốt ngày rồi máy nghiền than mấy năm vừa qua là nghiền than không những nghiền than và nghiền những cái gọi là chất độc hại của cái than 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 xít ấy là nó có những cái mùi cao su cho nên là dân như như bản thân tôi làm ở ở ria cái bãi than là sẽ rất nhiều lần khi cứ nghiền cái than đấy thì lại đi cấp cứu khó thở nó ô nhiễm đến đường hô hấp trực tiếp luôn. Hiện tại đến bây giờ nhé, đấy là y tế thôn bản đây cả, người ta lấy danh sách chắc cũng còn khoảng độ phải phải, phải, phải mấy cái vừa ung thư tuyến giáp vừa ung thư là ông okay, kia chắc là phải hiện tại bây giờ chắc phải có hàng mấy chục người Đúng. chứ không phải là ít. Sự việc trên đã được người dân kiến nghị nhiều lần đến các cấp chính quyền, ngành chức năng, song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục. Đỉnh điểm đến ngày 24 tháng 10, hàng chục người dân đã ra chặn đường xe ra vào bãi than. Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, các sở ngành liên quan đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn giả soát, kiểm tra làm rõ quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng bãi tập kết trung chuyển than của công ty Hoàng Ninh, các vi phạm của doanh nghiệp nếu có để có hướng xử lý theo quy định, tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền vận động hòa giải.